Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của NTG Gaming. Như ở một vài video trước đây của mình ấy, thì mình đã làm rất nhiều về các hồn kỹ vô hồn của Đường Tam rồi. Nhưng mà hầu như các video đấy của mình ấy đều bị xóa trên YouTube vì lý do là vi phạm bản quyền. Tất nhiên thì mình có giữ lại nguồn video gốc của cái kênh đấy. Nhưng mà mình sẽ không chia sẻ cái video đấy ở trên YouTube nữa. Hoặc là có thể chỉnh sửa một chút để đưa lên YouTube thì mình sẽ không làm. Mà mình sẽ làm hẳn một cái video mới tinh khôi cho anh em luôn. Như các bạn đã biết thì Đường Tam chính là một song sinh võ hồn và có hai võ hồn là Lam Ngân Hoàng và Hạo Thiên Trùy. Và tất nhiên thì trong video này thì mình cũng có lấy nguồn ở một trang ở trên Dubai nha anh em ơi. Cái nguồn setup của video này là do bên Trung Quốc chứ không phải là do mình nha anh em ơi. Mình chỉ là người dịch nó sang tiếng Việt rồi truyền tải thông tin đến các fan của Việt Nam chúng ta mà thôi. Rồi ok, không dài dòng nữa, mình nói quá nhiều rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay thôi nào. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với hồn hoàn Lam Ngân Hoàng. Có thể các bạn chưa biết thì Lam Ngân Hoàng chính là một hồn hoàn phối trí. Và nếu như các bạn không hiểu là hồn hoàn phối trí là gì thì mình giải thích luôn. Hồn hoàn phối trí là một hồn hoàn toàn bộ là tiến hóa thành 100.000 năm hồn hoàn. Và nó được truyền thừa từ hải thần cấp, tổng cộng của nó có tới 10 hồn hoàn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với các hồn kỹ của Lam Ngân Hoàng thế nào. Đầu tiên chính là đệ nhất hồn kỹ, quấn quanh, hồn thú là Mạnh Đà La Rắn, tu vi gần 400 năm. Về sau hiến tế để cho Tiểu Vũ sống lại. Lần nữa lại đi săn giết hồn thú và tu vi của nó đã lên tới 50.000 năm. Sau này Đường Tam trở thành thần thì tu vi tất cả hồn hoàn tăng lên 50.000 năm. Chính vì vậy mà tu vi của nó tăng đến 100.000 năm. Hồn kỹ thứ hai, ký sinh, hồn thú là Quỷ Đằng. Tu vi vượt qua 600 năm, cũng giống như đại nhất hồn kỹ tăng lên 100.000 năm. Hồn kỹ thứ ba, mạng nhận trói buộc, hồn thú là Nhầm Diệm Ma Chu. Có thể đan thẻ và cũng có thể đoàn thẻ hạn chế kỹ. Tu vi của nó là vượt qua 2.000 năm và giới hạn hấp thu cực hạn. Đã đạt được phụ hồn cốt 8 chu mâu, về sau tu vi thăng tới 100.000 năm. Hồn kỹ thứ tư, Lam Ngân Tù Lung, hồn thú là Địa Huyệt Ma Chu, tu vi là vạn năm. Về sau thì tu vi cũng thăng tới 100.000 năm, hồn kỹ thứ tư có thể biến thể. Hồn kỹ thứ năm của chúng ta đó chính là Lam Ngân Bá Hoàng Thương, đan thể công kỹ, nguyên danh của nó là Lam Ngân Bá Vương Thương. Thật ra thì hồn hoàn thứ năm này không phải là do hồn thú sinh ra, mà nó là Đường Tam vũ hồn Lam Ngân Thảo hai lần thức tỉnh biến thành Lam Ngân Hoàng, lấy được số lớn Lam Ngân Thảo cùng với vạn năm tu vi Lam Ngân Vương, nó có đến 25.000 năm tu vi. Về sau ở Hải Thần Đảo, dưới sự áp uy của Hải Ma Lữ Trấn Thần Đảo, nó tiến hóa đến 100.000 năm cảnh giới. Kỹ năng và tên cũng được thay đổi thành Lam Ngân Bá Hoàng Thương. Đan thể công kích uy lực cực kỳ mạnh. Về sau lại trở thành Hải Thần, tất cả hồn hoàn tăng lên 50.000 năm tu vi. Tu vi của nó thăng tới 150.000 năm. Hồn kỹ thứ 6, nguyên là Hư Vô, miễn dịch với công kích vật lý. Hồ lực công kích miễn dịch 50%, hồn thú là Nhu Cốt Thỏ, 100.000 năm tu vi. Mình xin giải thích thêm cho anh em về cái hồn kỹ thứ 6 này. Thật ra thì Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm chuyển sinh thành người. Sau khi hiến tế cho Đường Tam là hồn hoàn 10 vạn năm. May mắn là có tương tư đoạn trường hồng nên Tiểu Vũ đã biến trở về bản thể là con thỏ. Về sau Đường Tam phải bỏ ra khối hồn cốt của Tiểu Vũ cộng thêm với 4 hồn hoàn đầu tiên để hồi sinh cho Tiểu Vũ. Đến đây thì chắc chắn anh em sẽ thắc mắc là Tiểu Vũ cũng là hồn thú hóa hình cũng hồi sinh được. Vậy thì mẹ của Đường Tam có hồi sinh được không? Thì câu trả lời của mình là có nha anh em ơi. Về sau Đường Tam lên Phong Hào Đấu La thì hồi sinh cho Tiểu Vũ, và thêm một thời gian sau thì sẽ hồi sinh cho cả A Ngân. Đường Hạo thì lúc này đang chữa trị đôi chân của mình. Rồi ok, có gì thắc mắc thì anh em lại comment phía dưới nha anh em ơi. Chúng ta lại tiếp tục đến với video ngày hôm nay. Hồn kỹ thứ 6 hiện tại của Đường Tam thì không biết, hồn thú cũng không biết, tu vi là 50.000 năm trở lên. Sau trở thành hải thần tất cả tu vi tăng lên 50.000 năm, tu vi của nó cũng tăng tới 100.000 năm. Hồn kỹ thứ 7 là Lam Ngân Thiên Thanh Long Chi Hồn. Kỹ năng của nó chính là tất cả Lam Ngân Hoàng khi mà thi triển thì tăng lên 100.000 năm, và bất kỳ một cây Lam Ngân Hoàng nào có thể trở thành Đường Tam bản thân. Nói thêm một cách khác thì là trừ khi tất cả Lam Ngân Hoàng bị tiêu diệt hoàn toàn, nếu không thì Đường Tam tùy thời cơ có thể cho thân thể của mình xuất hiện tại bất kỳ nơi nào. Sau này tu vi của nó cũng tăng tới 150.000 năm. Hồn kỹ thứ 8 là Lam Ngân Tà Ma Kính Chi Diệt. Nó khiến cho xung quanh hết thảy ngưng tụ thành gương, dùng gương tới phòng ngự hoặc để cho nó bẻ tan tành. Lam Ngân Hổ Kình Ma Chi Nhiếp, cưỡng chế choáng 3 giây. Hồn thú là Tà Ma Hổ Kình Vương, 100.000 năm tu vi. Sau này tu vi thăng tới 150.000 năm. Hồn kỹ thứ 9 là Lam Ngân Thiên Thanh Rồng Chi Hồn. Là loại cường công kỹ, hồ lực hình rồng, uy lực to lớn khi công kích đối thủ. Lam Ngân Thanh Long Dây Dưa Chi Nhậm, Đường Tam hồn hoàn kỹ năng cống chế cường đại nhất. Muốn tránh thoát, thực lực nhất định phải trên Đường Tam, và còn cần phải có kỹ năng phải đủ cường hãn mới có thể phá được trói buộc. Hồn thú chính là Thiên Thanh Nghiêu Mãn, 100.000 năm tu vi. Chính là do đại minh hiến tế mà thành. Về sau trở thành hải thần, tất cả hồn hoàn tu vi tăng lên 50.000 năm, tu vi của nó tăng tới 150.000 năm. Hồn kỹ thứ 10 thì chưa biết.
Kỹ năng của nó chính là tự do sử dụng hải thần tam xoa kích phát động hoàng kim 13 thức, chính là đạt được truyền thừa của hải thần. Đấu la đại lục của tác giả Đường Gia Tam Thiếu cũng đã thông báo, Lam Ngân Hoàng võ hồn thứ 6 và võ hồn thứ 10 chưa được công bố nội dung cụ thể. Mặt khác thì phiên bản kể lại hồn kỹ đều là do người ta bịa đặt mà ra, tư liệu nguồn của Dubai. Đệ nhất hồn kỹ Thái Thản Chi Trùy, cường công kỹ, uy lực rất mạnh. Nhưng nó có một điểm yếu là đòi hỏi thời gian và không thể sử dụng liên tục. Kỹ năng của nó là đại địa chi lực, tùy ý sử dụng khống chế đại địa chi lực. Hồn thú là Thái Thản Cự Viên 100.000 năm tu vi, do Hải Minh hiến tế. Hồn kỹ thứ 2 và thứ 3 không biết, hồn thú không biết tu vi 50.000 năm trở lên. Sau trở thành hải thần, tất cả hồn hoàn tu vi tăng lên 50.000 năm, tu vi được thăng tới 100.000 năm. Hồn kỹ thứ 4, Ám Ma Tà Thần Hổ, tu vi vượt qua 60.000 năm. Khi trở thành hải thần, tất cả hồn hoàn tăng lên 50.000 năm, tu vi của nó thăng tới 110.000 năm. Hồn kỹ thứ 5, hồn thú là Nhậm Diệm Chu Hoàng, 50.000 năm tu vi. Sau khi trở thành hải thần, tất cả hồn hoàn tu vi tăng lên 50.000 năm, tu vi của nó cũng thăng tới 100.000 năm. Hồn kỹ thứ 6, Đại Địa Nghĩ Hoàng Trảm, hồn thú là Thiên Quân Nghĩ Hoàng, là một trong tam huynh đệ, tu vi 90.000 năm. Bởi vì Đường Tam đồng thời hấp thu 3 cái hồn hoàn khiến cho phát sinh biến dị, tu vi vượt qua 10.000 năm, từ 90.000 năm hồn hoàn tiến hóa đến 100.000 năm. Về sau trở thành hải thần, tu vi tăng tới 150.000 năm. Hồn kỹ thứ 7, Khí Hồn Chân Thân, khí vũ hồn là Bản Ngã, uy lực đạt đến mức tận cùng. Hồn thú chính là một trong tam huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng, tu vi cũng 90.000 năm, cũng phát sinh biến dị vượt qua 10.000 năm tu vi, từ 90 tăng lên 100. Sau trở thành hải thần, tất cả hồn hoàn tăng lên 50.000 năm, tu vi của nó thăng tới 150.000 năm. Hồn kỹ thứ 8 chính là Thiên Quân Bích Lũy, đây là hồn kỹ thuần về phòng ngự. Chúng có 100.000 năm hồn hoàn nhưng chỉ mang đến một cái hồn kỹ. Điều này cũng có nghĩa là hồn kỹ này lớn hơn 100.000 năm, tương đương với sự hợp nhất của hai hồn kỹ thành một. Hồn thú của nó cũng chính là một trong tam huynh đệ của Thiên Quân Nghĩ Hoàng, 90.000 năm tu vi, cũng phát sinh biến dị vượt qua 10.000 năm tu vi và trở thành 100.000 năm. Sau khi trở thành hải thần, tất cả hồn hoàn tăng lên 50.000 năm, tu vi của nó cũng tăng tới 150.000 năm. Hồn kỹ thứ 9, hồn thú là Thâm Hải Ma Kình Vương, tu vi 1.000.000 năm, sau khi đạt tới 1.000.000 năm lại không thể vượt qua thiên kiếp. Sau khi trở thành hải thần, tu vi của nó tăng lên 50.000 năm, hồn hoàn trở thành thần cấp. Hồn kỹ thứ 10, không biết, toàn quyền sử dụng lực lượng của Tu La Thần. Xin chú thích thêm, Đấu La đại lục của tác giả Đường Gia Tam Thiếu cũng đã thông báo, võ hồn Đường Tam Hạo Thiên Truy, hồn kỹ từ thứ 2 đến thứ 5, cùng với hồn kỹ thứ 9 chưa công bố nội dung cụ thể. Mặt khác, phiên bản cả lại hồn kỹ đều là do người ta bịa đặt, tư liệu nguồn của Dubai.